shop thao thương mại dịch vụ Vinhome Grand Park tại khu The Origami và tiểu khu The Manhattan tại Trục Long Phước Nguyễn Xiển là sản phẩm hiếm hoi, mang giá trị đầu tư kinh doanh sinh lời cao. Khu shop thương mại dịch vụ Vinhome Grand Park nằm trên khu đất có diện tích 3.591 m², tọa lạc tại trung tâm khu căn hộ The Origami và khu The Manhattan tại mặt tiền đường Nguyễn Xiển Long Phước. Loại hình nhà phố thương mại shop house Vinhome Grand Park thiết kế 1/4 lầu 1 tung. Diện tích từ 60 đến 120 m², có bàn giao thang máy, hoàn thiện mặt ngoài, pháp lý sở hữu 50 năm. Shop thương mại dịch vụ Vinhome Grand Park được thiết kế với cảm hứng từ phong cách Âu Châu cổ điển nhưng vẫn rất hiện đại, tối ưu công năng. Các căn nhà phố thương mại nằm trên trục đường chính rộng rãi nên chỗ để ô tô cũng rất là thoải mái, phù hợp cho các ngành nghề, các thương hiệu lớn, nổi tiếng quy tụ tại đây. Khu phố thương mại dịch vụ tại phân khu The Origami sở hữu vị trí đắc địa với ba trục đường chính là Anh Đào 3, Anh Đào 1, rộng 24 m. Khu shop thương mại dịch vụ Trục Long Phước Nguyễn Xiển tại khu Manhattan Glory. Trục đường Long Phước Nguyễn Xiển rộng nhất dự án với 30 m. Là trục xương sống huyết mạch của dự án với 56 căn shop nhà phố thương mại sẽ mang lại sản phẩm hấp dẫn cho nhà đầu tư kinh doanh. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ 0909 910 884 để được tư vấn chi tiết. Thông tin bất động sản alocanhoesg.com sẽ hỗ trợ khách hàng tốt nhất.